Không cần biết bạn đang trải nghiệm cái gì trong hiện tại. Vượt lên, kiến tạo cái năng lượng tích cực ở trên đó. Ví dụ bạn vừa rồi mà trong cuộc sống mà đôi sừ lừ đủ cảnh đủ kiểu đó, nhắn tin lên thì mình gửi ánh sáng thì mình thấy mấy cái móng nó chụp mà xoay quanh nó muốn mà thì ghê lắm. Mà cái đó bảo đảm thì mình chuyển, cái đó là bạn đó cuộc đời bảo đảm chuyển. Nhưng mà có thể là phải trải qua cái sự trải nghiệm cũng bị cảm nhận năng lượng là tùm lum. Một số người như vậy, một số người là chuyển ngay trước mắt luôn. Cái đó là mình rành lắm, chỗ làm biết cả ngàn người rồi. Cho nên là cái đó trời ơi, cái người đó là thoát khỏi như một núi nghiệp luôn á. Không cần biết cái trải nghiệm hiện tại như thế nào, ở vị trí tích cực sáng suốt để kiến tạo cái mới, kiến tạo cái mới, tạo nhân quả mới, nó sẽ sắp lớp nó chỗ bớt kiến mắc trong các thế gian. Thiền quan sát tâm từ thôi đến tới, chuyển nó từ bên trong rồi trong cuộc sống suy nghĩ lời nói hành động thiện lành. Chúa ngày xưa nói sao, bạn quan trọng cái tự phàm phu đó là bạn sẽ không có gì, nhưng mà bạn quan trọng cái thượng đế đó, bạn quan trọng cái chỗ giải thoát là bạn sẽ có tất cả, trong đó có sự bất tử của thiên đàng. Thì mình khẳng định cái điều đó là sự thật trên hành trình của Tammy và những người xung quanh Tammy. Kiến tạo vượt lên, nhân quả của bạn mai tạo cho bạn ngoài trừ bạn hết trơn. Bạn phải đủ sức, bạn thay đổi nó từ bên trong thì cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Đừng bao giờ để cho trải nghiệm của bạn làm cho bạn thành nó hả khổ qua hết trơn, nó đắng. Thank you universe. Trong cuộc sống đương nhiên là các bạn phải đối diện với là chúng sinh va chạm tay chân rồi tùm lum hết trơn á. Nhưng mà các bạn thiền, đức tin, tinh tấn, tu tập và cầu nguyện cho sự thành tựu của tiên đàn tại thế, mà chúng sinh không còn đau khổ nữa, lúc đó bạn mới hết đau khổ. Bạn phải tinh tấn lên. Thank you universe. Thực hành yêu thương, thực hành để chuyển nghiệp. Mọi thứ nó kết nối với nhau. Chuyển tiềm thức từ sợ hãi thành đức tin. Tại vì sợ hãi nó không có được cái gì hết á. Ngay sợ hãi là ngay tại đó bạn đang yếu, bạn đang bị làm chủ bởi ma vương luôn, không có nói gì nữa. Thành đức tin. Mọi người đang ca ngợi thượng đế theo cách tốt nhất mà họ biết, thì lúc đó bạn yêu thương họ một cái đi, thoát khỏi nó liền luôn, thoát khỏi cái nghiệp của cái chúng sinh đó liền luôn. Mà bạn chiến thắng chính mình, mà yêu thương được một cái đi, bạn không gặp những cái nghiệp đó nó thử thách mình trong tương lai nữa. Thank you universe. Mọi thứ đang dạy cho bạn bài học để bạn chuyển từ bên trong.